Bạn đang thắc mắc tạo ra CH4 từ CH3COONa như thế nào? Đây là video dành cho bạn. Trước hết, CH4 có tên là metan là một hydrocarbon đơn giản nhất nằm trong dãy đồng đẳng ancan, có tên hay gọi là khí đầm lầy, khí bùn. Ở điều kiện thường, metan là chất khí không màu, không vị, không mùi, không tan trong nước, là thành phần chính của dầu mỏ nên đương nhiên thường xuất hiện khi chúng ta khai thác, trưng cất dầu mỏ. CH4 rất độc, gây nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Nó dễ cháy và có thể tác dụng với không khí để tạo ra sản phẩm dễ cháy nổ. Có khá nhiều trường hợp ngộ độc do khí metan gây ra, nên các bạn hãy cẩn trọng. CH3COONa là muối natri của axit acetic có tên là natri acetat, không mùi, màu trắng, dạng bột. Vậy để tạo CH4 từ CH3COONa ta làm như sau: cho đun nóng natri acetat khan với sút. Natri acetat khử carboxy để tạo thành metan trong điều kiện cưỡng bức nhiệt phân với sự hiện diện của NaOH, xúc tác nhiệt độ và CaO. Sản phẩm được tạo ra là CH4 và natri carbonat. Phương trình cân bằng đúng như sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hữu ích nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký. Bình luận phía dưới đặt câu hỏi cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.